chấn động vùng quê. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, một câu chuyện xảy ra tại địa phận huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Sự việc được nói trên đó là một cái câu chuyện của một người chồng đã nhẫn tâm ra tay với một người vợ trẻ, khiến cho người vợ đã ra đi mãi mãi và để lại hai đứa con thơ. Thì hôm nay Thanh Hải sẽ cập nhật về tình hình câu chuyện của chị Hồng, 31 tuổi, quê ở Lai Vung, để gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị em mình cùng được nghe và biết. Thì nghe nói rằng người chồng này có tính rất là hung hăng, thường xuyên cũng là chửi mắng mẹ ruột của mình, cho nên là có những lần bà phải bỏ trốn khi mà người này đang ở nhà quý cô chú anh chị. Để biết thêm về mọi cái thông tin và sự việc như thế nào thì sau đây Thanh Hải sẽ mời tất cả quý cô chú anh chị em mình nghe qua người mẹ của chị Hồng kể lại cái câu chuyện nghe cô chú anh chị. Sao nó vậy hai đứa? Gì nó biết này? Ủa sao coi cái sự việc như vậy mà chị Hồng không có tâm sự gì với gia đình mình sao mà không ai biết mà chị con? Nó làm gì thằng chồng nó làm gì nó có gì nó khuyên tôi nó không nói rồi má ơi, Hồng con dạng dữ. Thương này nó quá trời. Chắc cái thương này quá nữa, nó giấu hết trơn gia đình mình không có ai hay hết. Thương quá ha. Mà thằng này nó không có nghĩ, thằng này nó cũng thương con nhỏ này lắm, nó cũng ghen. Dạ. Con nhỏ này đi đâu nó cũng ghen, nó làm lắm. Do là cũng vấn đề ghen hả con? Dạ. Bây giờ con nhỏ này nó còn nhỏ tuổi, thằng kia nó lớn. Dạ. Nó là anh biết chính xác là bao nhiêu tuổi thôi? Bao nhiêu tôi cũng quên nữa, hồi đó là... nó lớn tuổi lắm, hơn con tôi mười mấy tuổi. Nó ngay nó cũng khôn khéo hơn nhỏ này. Nhỏ này hồi đó mới học lớp 10, lớp 9 nè, tôi sẵn lên lớp 10. Rồi nó dụ con nhỏ này nè. Tuổi là 16 rồi, 16 tuổi yếu, đập luôn. Thì tôi sao nó đi học rồi sao mà tới chiều tới tối hoài nó không đi về. Tấm ơi nó không về, cũng lội tối thì kiếm quá. Kiếm quá thì nó theo thằng dắt nó đi. Mà tôi kêu hoài nó về, nó không về, nó ở thằng này có bầu có đứa con con trai thằng mới nó thôi con ơi lỡ làm lạc thôi mẹ tha thứ không có gì thôi con về đi con ôm con gì đi mẹ nuôi con nó sao lập gia đình khác nó không chịu nó đeo theo này nó ở mà lý do sao mà có con muốn lập gia đình khác là do anh này sao mà ở đây không chịu hai đứa đó nữa hồi đó nó quen nhau. Yeah. Quen nhau nó dắt đi nó ở rồi có bầu rồi. Yeah. Tôi nói thôi giờ mà mình nó có bầu mình dắt về làm gì thôi để sạch xác cho nó ở luôn đi nó đẻ đi rồi giao con bà nuôi bà nội bà đây bà không nuôi thì mình dắt về đi mình nuôi. Yeah. Rồi biết nó thôi nó không chịu thôi nó ở riết nhà ý là con hỏi cô lý do lúc sao mà cô không cho ở có con không cho ở là do anh này anh chê bời hay sao mà cô không cho ở không có tôi nghĩ là nó còn trẻ quá mà thằng nó lớn tuổi rồi vậy thằng nó vừa nó lớn tuổi nó dụ nhỏ này nhỏ này nó còn học sinh nó còn thật lấy. Yeah. Mẹ mà tôi nói thôi con lỡ làm đạt rồi thôi tại vì lúc nó quá trẻ ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nó ngọn nhà là lúc... nó đẹp gái lắm đẹp luôn lúc đó là theo được tôi tính rồi chị Hồng mới 15 mà cho nên là cô có suy nghĩ sợ sau này có bồng bột khổ ha. Dạ. Yeah. Yeah. Mình nói con mình nói thằng này nó không có tương lai gì. Yeah. Con đeo đuổi theo nữa con khổ lắm con ơi. Yeah. Thôi lỡ đẻ đi về giao bên nội nó nuôi đi không nuôi thì mình nghe bắt gì nó nuôi. Yeah. Con đi lập gia đình nữa sau này con lập gia đình khác mà ăn không chịu nó đeo giết nữa. Yeah. Ở giết bây giờ nó nổi vậy phải nghe cô lúc đó cũng. Yeah. Giờ cũng đâu có gì nghe con. Yeah. Mà anh này đây là chơi bài là chơi cờ bạc hay sao nó chơi cờ bạc thì dữ lắm rồi thua. Còn hồi con... trước đây là lúc mà chưa được với nhau rồi, ổng có chơi không? Ổng có nó mới sinh tật nên là mấy năm nay. Dạ. Nhà có khá giả không mà sinh tật nữa cô? Nó nghèo dữ lắm, nghèo. Dạ. Chứ không có cái nhà cũng ở đi làm mướn thôi mà vậy. Mướn có mướn nhà trọ ở không? Nghèo mà còn chơi nữa. Ừ. Nhà anh này là mấy người? 10 anh em. Nhà của nó hả? Dạ. Nó có hai anh em hả? Thằng trai, anh trai nó với nó với nhỏ nhỏ chị nó. Bà của bà có ba cô nhà với bà, tôi, bà con bà bây giờ bà đi không nổi sao mà không thấy bà lại con bà ở ngay dốc cầu má cứ bà già bà đi lung tung bà ốm nhất đó luôn hả? À. Yeah. Bà về nó về là bà trốn bà xuống dọc cầu bà trốn không bà có dám mà không con gì đó mà kỳ kỳ tàn á nó hôn nữa dữ lắm rồi ở đây người ta kêu nó là đặt cái tên non út liều rồi liều mãn ở đây là bị nó biệt danh là út liều hả con? Dạ. Bó tay mà con này làm như nó mắc nợ lần này thôi đâu trốn đâu không được trên sao nó tìm đâu nó tìm trốn mà cũng vậy hả hai trốn hòa trốn mà sao nó tìm nó cũng kiếm được à
kiểu như mắc nợ vậy ha. À, mắc nợ vậy rồi nó trả nợ hết rồi đó. Chứ không được, chứ không chỗ nào nó cũng biết đi mặn ăn đâu, không biết ăn. Nói cô đi ăn chơi, đằng nó ăn ăn chơi là tôi thua rồi. Bà hồi đó nó là còn con trai nó chạy xe xe khách này, nó chạy là nó đi lên sân bay rồi nó giúp khách rồi nó đưa khách rồi đi đó là khách chứ nó là bởi vì nó gần thành phố ở đâu đâu nó gần hết trơn, nó biết hết trơn hả. Con cái mà có hai đứa mà lo ăn học mà lo không nổi nữa mà lo ngỏ nghỉ luôn. Mình con vợ mà nuôi mà nuôi nó không nuôi luôn hả, nuôi nó nuôi không á. Rồi có chồng nó lên đi chợ nói gì đó giờ mới nghe à. Nó đi mặn nuôi chồng nó chồng yêu cầu lớn tuổi là phải nuôi vợ cưng lắm, nó có mặn động con tay đâu, nó ở nhà lớn tuổi mà được vợ nhỏ tuổi vậy là con á nuôi nữa chứ nó mặn nuôi không không có thằng này không có mặn nuôi nó được miếng gì thôi chứ. Nó lại làm cái mắc nợ này gian xa không được. Cô khóc hẹn qua xỉu lết luôn, nghe chắc hết hồn luôn hả cô. Lúc đó mà phải ngăn cản không cho lại được rồi mà nó chửi dữ lắm, mà chửi tự làm nó uống rượu vậy nó kêu tên ta tên tôi nó chửi xong nó kích cho chị đi phải đi tới nhà luôn hả cô. Con Thịnh nay nó sợ ai đâu, thằng này có tay. Cô giờ đâu có còn làm gì nữa cô? Con đi giờ tôi bệnh tim cũng có mặn. Năm nay con nhiêu tuổi rồi? 61 tuổi rồi. Cô tên gì? Cô Thọ Lê từ 61 tuổi rồi ông chú, và chồng cô là 71 rồi, già nuôi cháu luôn ha. Đi mặn mấy năm nay nó cũng bỏ nhà cho tôi nuôi con hai cái con nó không đó. Có ai đâu mà nuôi già nó này già cả mà bà nó không nuôi không được. Rồi giờ ráng giữ gìn sức khỏe rồi cô. Bây giờ tôi sống được ngày nào rồi tôi nuôi cháu thằng ngày nãy thôi, tôi không biết tôi bệnh tim bởi vì người lớn nữa. Cha mẹ mà nói con cái ăn nghe thấy sai chưa, bây giờ rốt cuộc đúng rồi. Hồi đó là cô đã lầm lỡ, cái đứa con cô lầm lỡ rồi, cô đã ngăn cản rồi kêu muốn chấm dứt với người chồng mà rốt cuộc giờ nó không chấm dứt do thương quá rồi không nghe lời giờ nó khổ không? khổ hai đứa con luôn. Hai đứa con nó bán để tặng coi. Dạ, hai đứa con á. Hai mẹ nó. Sao cái nhà? Rồi thôi, con cảm ơn cô, hai cô giữ gìn sức khỏe cô. Để lo cho hai cháu ha. Mến chào quý bà cô chú anh chị. Thì nơi đây là ngôi nhà của chị Hồng, 31 tuổi, đã bị người chồng xuống tay và ra đi mãi mãi, để lại một hai đứa con thơ đến cô chú anh chị. Thì hiện tại là hai đứa con đang lứa tuổi là tuổi ăn tuổi học cô chú anh chị. Ba lần kéo tạm thương lần nè, con trang vô đây rồi con chới cơm lên màu bằng lời lấy đi bát cơm mè nắng cây ngọt chơi đấy lòng thấy tầm bò tầm tâm ta biết ơn nghĩa tầm thằng các con già chưa con. Hôm nay đây cùng dắt hai bên thì dịch động tới lên cơm một rồi màu dắt nổ lên nay chúng con nam đồng thơm chân lên phát cơm cánh bài hôn tâm mẹ về thọ tài ngọt phật pháp chân tâm và siêu sanh tận đầu ta cổ tiền tiền hiến hỏi thân lễ hương linh thành thất nhị bài nam
mô Đa Bảo Như Lai A Nam mô Bảo Bằng Như Lai A Nam mô Di Đà Tâm Như Lai A Nam mô A Di Đà Như Lai. Đây là hai đứa con của chị Hồng 31 tuổi mà đã bị người chồng mà xuống tay đó cô chú anh chị. Thank you.